Chào em, sau khi kết thúc khóa học bay tại trung tâm của Global Tech Thanh Hóa thì em có cảm nhận như thế nào? Vâng, chào anh. Sau khi được học tập và làm việc tại trung tâm Global Tech, em cảm thấy là vận hành máy bay, tự tin vận hành máy bay cách thuần thục, cũng như các giảng dạy của đội ngũ cán bộ công ty là nhiệt tình, giúp đỡ học viên mới chú đáo, tận tâm tận lực, sẵn sàng mọi lúc. Rồi, ok, vậy thì cảm ơn em và chúc em có những chuyến bay an toàn.